Kính thưa quý vị, trước đây thì giao dịch ngân hàng qua điện thoại di động hay còn gọi là mobile banking tại Việt Nam mới chỉ được triển khai ở hình thức sơ khai nhất là SMS banking. Thì nay cùng với sự phát triển rầm rộ của các thiết bị di động thông minh, mobile banking đang khởi động một bước ngoặt lớn. Cho dù chưa thể bị kịp với internet banking về đa dạng hóa hình thức giao dịch, nhưng mobile banking đang chứng tỏ tính tiện lợi, đơn giản và an toàn của dịch vụ ngân hàng đến người dùng. Khi mới ra đời, mobile banking dựa trên nền tảng dịch vụ SMS cho phép khách hàng giao tiếp với ngân hàng theo những tin nhắn hoặc câu lệnh có cú pháp dạng text được ngân hàng quy định trước. Vì thế, các giao dịch ngân hàng chỉ tạm dừng lại ở các giao dịch phi tài chính như là truy vấn thông tin tài khoản, xem lịch sử giao dịch, tra cứu thông tin tỷ giá, v.v. Cùng với sự phát triển như vũ bão của Internet và những công nghệ như là GPRS, Wi-Fi, 3G, 4G và ngành công nghiệp điện thoại di động, dịch vụ mobile banking trên thế giới đã có những bước nhảy vọt gắn liền với sự ra đời của smartphone. Mobile banking thuận lợi ở chỗ khách hàng có thể thực hiện dịch vụ ngân hàng với các thiết bị smartphone mang theo. Đối với Internet banking, giao dịch phải liên quan đến bảo mật bằng tin nhắn. Nghĩa là khi muốn sử dụng dịch vụ, khách hàng phải đăng nhập bằng user và password, sau đó chờ tin nhắn xác nhận từ nhà cung cấp dịch vụ để nhận mật khẩu sử dụng một lần rồi mới có thể thực hiện dịch vụ. Sau giai đoạn đầu là thực hiện mobile banking thông qua ứng dụng SIM Toolkit, giai đoạn trung gian của mobile banking là ngân hàng thông qua nhà thanh toán dịch vụ trung gian. Đối tác này sẽ mở những tài khoản ảo để có thể thực hiện các dịch vụ đơn giản như là mua thẻ trả trước, thanh toán trong cùng hệ thống ngân hàng với nhau. Hình thức này có thể thực hiện trên các dòng di động thông thường, không phải smartphone. Đến nay, những ứng dụng trên mobile đang được một số ngân hàng tại Việt Nam xúc tiến mạnh. Ông Trần Ngọc Chánh, trưởng phòng dịch vụ Thế Nhân, ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mobile banking dù mới phát triển ở Việt Nam nhưng có tính tương thích khá cao với các thiết bị di động. Về phía ngân hàng thì phát triển cái mobile banking nó cũng là một cái xu thế. Tại vì hiện nay cái trên thị trường thì cái lượng mà khách hàng mà sử dụng smartphone đó là giới trẻ thì cũng chiếm tỷ lệ khá đông và chiếm tỷ lệ khoảng 13% cái thị trường smartphone trên thị trường điện thoại. Thì như vậy thì về mặt đó là những cái smartphone dự kiến này đối với một ngân hàng này để phát triển được dịch vụ này thì phải dự kiến là sẽ sử dụng khách hàng sử dụng smartphone khoảng 23-25%. Nhưng đối với ngân hàng ngoại thương đây là cái bước mà ngân hàng muốn đột phá để mà chiếm lĩnh thị trường trước. Ông Chánh cũng dự báo, dịch vụ mobile banking sẽ phát triển mạnh khi người dùng smartphone đạt tỷ lệ 23-25%. Trước mắt, tiềm năng của mobile banking tại Việt Nam chủ yếu nhờ giới trẻ. Dự báo trong năm 2013 và những năm tiếp theo, mobile banking sẽ phát triển với tốc độ cao từ 30-40% so với hiện tại, tùy thuộc vào sự phát triển của thị trường smartphone. Ông Nguyễn Đức Huỳnh, trưởng đại diện Smartlink tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, mobile banking ở Việt Nam đang gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Đó là chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ và sự phát triển mạnh mẽ của thị trường viễn thông. Thì chắc chắn sắp tới khi mà cái dịch vụ nó được chạy ổn định hơn và cái thói quen sử dụng tốt hơn thì tôi nghĩ là chắc chắn những cái dịch vụ mới sẽ được đưa vào như là chuyển tiền liên ngân hàng này, chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ này, hoặc là gửi tiết kiệm online này, hoặc là thanh toán cái sao kê hàng tháng của thẻ tín dụng. Theo đánh giá của Smartlink, hiện Việt Nam đang có khoảng 20 ngân hàng đã triển khai mobile banking, mỗi ngân hàng chọn một loại dịch vụ khác nhau, hoặc chạy ứng dụng trên mobile, hoặc liên kết với công ty viễn thông để triển khai dịch vụ SIM Toolkit. Tuy nhiên, sự phát triển của mobile banking trong những năm qua mới chỉ là bước đầu, chỉ mới dừng lại ở những dịch vụ cơ bản nhất như là tra cứu tài khoản, xem hiện trạng thẻ, chuyển tiền nội mạng và những dịch vụ thanh toán hóa đơn cho một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định. Trong khi đó, Internet Banking có thể thực hiện được dịch vụ tiết kiệm online, quản lý thẻ tín dụng, v.v.